Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Buổi chiều ngày nay mình vào mình tập cho mấy con đứng ngắn của nhà mình nhé các bạn. Những con này thì mình nuôi khá là lâu rồi cho nên là nó rất là khỏe mạnh nha các bạn nhá. Được rồi, lấy về ít ưng ngắn mà nó yếu đuối quá các bạn ạ. Khả năng không biết sống thọ không. Rất là đen luôn các bạn. Cho nên là mùa chim mình không ấy được ý các bạn, mình không trực tiếp mình coi được thì người ta toàn gửi chim cho mình, con mà nó bị suy như thế nào ý các bạn. Giờ đang phải chữa cực kỳ mệt mỏi luôn. Hôm nào thì những con đấy thì nó khỏe mạnh thì mình sẽ quay cho bạn coi, chứ giờ nó yếu đuối quá, quay thì hơi ngại. Bây giờ mình sẽ tập cho những cái con này nó qua găng các thứ ý các bạn nhé. Hôm qua thì cũng không có làm clip được ý các bạn. Những con này mình nuôi nó nâu rồi cho nên là nó kêu kiểu này các bạn. Những cái con già tổ nó sẽ không kêu kiểu này đâu. Những con nuôi non lên thì nó sẽ kêu kiểu này. Những con này thì mình nuôi có lẽ đến giờ này phải đến một tháng tròn đấy các bạn. Rồi các bạn coi cái clip đầu tiên về ưng ngắn của mình ấy. Những cái con mà nông trắng toát đấy các bạn. Đến giờ này nó mới được tầm này đấy các bạn này. Yeah. Những con này thì bắt đầu nó đã khô lông và qua tay rồi các bạn. Thực ra thì mình vẫn tập mồi sống nó bằng cách là như tầm này này các bạn này. Cái khi cho ăn thì mình thả vào đó 2-3 con chim cút đấy các bạn. Bọn nó bằng này con nó thi nhau nó đuổi chim cút luôn các bạn. Nó đuổi thì nó ăn. Những con nào mà nó chưa biết bắt mồi thì nó sẽ nhìn những cái con nó bắt mồi các bạn, để nó biết đường để nó chụp mồi sống các bạn. Con này nó bị nóng rồi các bạn này, sẽ hết cánh rồi này. Thời tiết ngày hôm nay thì khá là nóng. Đấy, những con này thì nuôi từ nhỏ cho nên là mình hiện tại bây giờ mình có thể mình đưa ra ngoài mình thả tự do được các bạn. Cái điều là chưa đến lúc đấy các bạn. Hôm nào đợi mấy con ấn kia nó khỏe thì mình sẽ thả tự do cho bạn coi. Đấy các bạn thấy không? Đấy, con này đốc vào lòng nó ngồi như này. Cái dòng ưng ngắn này nó không vồ vập như kiểu Sika các bạn ạ. Sika nếu mà ngồi vậy thì nó bay ầm ầm, bay nhảy hết lên người mình luôn. Đoạn đội ưng ngắn này thì nó không vồ vập như kiểu mấy con si đâu. Si bét nó bay vù vù ấy. Ở đây con này là con nô mới các bạn này, nô mới về đây. Con này thì nó khá là khỏe cho nên là mình thả nó vào trong này. Những con này mình nuôi non lên cho nên là nó rất là dạn người các bạn ạ. Dạng người là con này chuẩn bị đi săn này các bạn này. Mấy bữa nữa mình sẽ tập đi săn cho con này. Nghịch đất nghịch cát này rất là bẩn luôn. Đang cho chim ăn thì bắt đầu có giọt mưa các bạn. Con này thì bay khỏe rồi. Mình sẽ cho ăn con này ăn no tí để xíu nữa thì những con kia nó sẽ được ăn sau. Con này thì cứ dơ mồi nên cái này nó bắt lên căng liền đấy.
bọn ưng ngắn thì sẽ đâu được tập hơn dòng ưng nhỏ các bạn ạ. Ưng nhỏ như kiểu Sky Bet thì nhanh được tập lắm, bởi vì nó nhẹ, nó bay khỏe, nó bay lên găng vù vù. Thực sự các bạn khi vừa rồi mua ấn từ ngoài Bắc vào thì vào con nào con đấy rũ tu các bạn, chăm 3-4 ngày nay rất là mệt mỏi luôn, mà không biết nó có ổn không các bạn. Cho nên là những cái người buôn lớn đôi khi họ lấy chim về họ bán luôn thì cực kỳ nguy hiểm cho những cái bạn mà mới mua, mới nuôi mà còn chim nó lại đi xa lại gửi luôn cho các bạn nữa thì cơ hội sống sót của nó sẽ cực thấp. Thì cứ ngày ngày mình vào mình tập cho nó qua tay các thứ vậy thôi các bạn. Cái dòng ưng ấn này thì qua tay như này thả tự do và vào mồi sóng cái thì đi săn được luôn các bạn. Bởi vì cái dòng này nó không như dòng si đôi khi nó gặp con cút to to tí là nó không dám chụp, nó cứ đứng nó ngó thôi. Hình như bọn ấn này thì nó to cho nên là nó nhìn thấy mấy con mà nhỏ hơn nó nhiều, nó rất là tự tin là nó đuổi theo liền các bạn ạ. Đấy là đấy không? Mấy con ấn của nhà mình thả trong cái AV này, và cái AV này của mình thì trước mình nuôi chim cảnh, nhưng mà đợt này bắt đầu mình thả những con chim săn của mình vào trong này, bởi vì những con chim này nó ở trong này thì nó sẽ cực kỳ khỏe luôn các bạn. Nó thích tắm thì nó tắm, thích tha phơi nắng thì nó ra phơi nắng. Tuy nhiên đối với những mình thì mình chỉ thả những cái con mà nó dạn người các bạn. Những con dạn người mình thả vào trong này thì nó không bao giờ nó nhát người nữa. Nhưng mà những cái con nhát mà mình thả trong này thì chắc chắn nó sẽ cực nhát, nên là mình không bao giờ mình thả những con nhát. Mình chỉ thả những con dạn người thôi. Con nào mà nhát thì mình sẽ bắt riêng ra, bắt riêng ra mình men linh ở ngoài các bạn ạ. Những con này thì trong này thì chỉ phù hợp với những con mà nó dạn người thôi. Hai con ấn mà đậu trên tay thì nặng chịu tay luôn các bạn. Cảm giác rất là đã. So với lại si và bét qua tay thì cảm giác nó không sướng bằng mấy con ấn thì qua tay. Mấy con ấn qua tay nó lên tay gái này nặng chịu tay luôn các bạn, rất là phê. Con này bay được, bay cực tốt. Là do mình thả đây điều kiện gần như kiểu tự nhiên của nó cực kỳ tốt các bạn. Thích phơi nắng thích neo cây thì neo cây. Đấy, đêm nó còn dầm mưa suốt đêm ấy. Mà mấy lần dầm mưa mình tưởng nảnh ốm mà không có nào nó ốm luôn. Cực kỳ khỏe. Mình còn mấy con như này các bạn, 1, 2, 3, 4, 5 5 con như này nữa thôi. Những con này thì chắc chắn là mình sẽ bán giá cao hơn những cái con mà mới lấy về nhiều các bạn. Bởi vì mới lấy về thì nó còn gầy gò ốm yếu, với lại mình cũng không muốn bán. Bởi vì mình muốn chăm nó được như này mình bán cho các bạn, thì các bạn về chỉ cần ép cân cái thứ vào mồi sống rồi đi săn thôi. Còn các bạn mua nó còn non trẻ quá thì về các bạn chăm không kỹ thì nó sẽ bị chết. Đấy, nó chênh nhau 400-500 ngàn thôi, nhưng mà nó hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Với con chim 1,2 triệu với con chim 1,6-1,7 triệu nó khác nhau nhiều. Mình bán chim thì các bạn hoàn toàn yên tâm, bởi vì gọi là giá nào thì chim đấy các bạn ạ. Giá cao thì chim cực kỳ ok và sắp đi xong được.
này miếng nha các bạn. Con này con đại ca của mình đây này, chuyên đi đánh các con khác đây. Bây giờ nó to cỡ này rồi đây. Rất là nhiều anh đến với mình chơi và nhìn con này rất là thích, bởi vì hồi bé nó sung lắm, cứ thả ra ngoài cái là toàn ne những con to đánh không các bạn. Bây giờ nó lớn lên nó ngoan hiền hẳn, trước là cứ phi ra khỏi thùng cái là kiếm các con khác để đánh liền. Bây giờ nó đã, em nó đã trưởng thành rồi. Tay nặng, xíu tay rất là khoái. Các bạn thấy không, chân nhăm này, chân nhăm toàn đất không. Con này nó ăn cái gì không biết, ăn cỏ rác này các bạn này, ăn vào không ói ra được thì chết đấy. Những con này của mình sức đề kháng của nó cực kỳ tốt rồi nha các bạn nha. Nó vừa có khả năng gọi là dãi nắng dầm mưa luôn các bạn. Hôm qua chiều hôm qua mưa ướt như chuột nội bởi vì mình không có nhà. Thế là nó mưa nó đậu ngoài này, nó mưa nó ướt sạch luôn. Để nhìn thế nào con này rũ rũ tô, nhưng mà sau khoảng 2 tiếng thì các em nó khô lông nó lại trở lại bình thường. Mình cũng cực kỳ no luôn. Sợ nó ốm đau các thứ thì rất là tiếc các bạn ạ. Vì đợt này lấy mấy nô về thì đen quá. Nô bé thì nổ. Nô trống này, ấn này thì nô vừa rồi chim đang trong tình trạng cực kỳ nguy kịch, bởi vì nó suy các bạn ạ. Hôm nay gửi một con đúng như này đi này các bạn này. Nhưng mà con đấy là con mái mini các bạn. Nó to hơn cái này một tí. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Bạn nào cần chim chất lượng thì hãy liên hệ với mình nhá. Còn những con mà mới lấy về thì có nhiều con nó cũng khỏe, nhưng mà mình chưa muốn bán. Đấy. Còn bán thì cũng giá cũ thôi, kiểu 2 triệu 3 tùy các bạn. Những con đấy thì mình muốn chăm một thời gian để huấn luyện cái thứ thì bán thì tốt hơn. Rất là nhiều người muốn mua chim của mình và không thời gian chăm thì độc muốn mua những cái con mà đã qua huấn luyện và những con mà nó dạn dạn chút đi các bạn. Đấy, tất nhiên những con như thế thì giá nó cũng không rẻ tí nào. Đấy. Nó phải tốt hơn những cái con mà chưa tập tành gì và còn nhát nhiều các bạn nhá. Ok, clip ngày hôm nay thì mình xin dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá.